Trước khi diễn ra buổi làm việc, đoàn đại biểu cấp cao hai tỉnh Nghệ An và Siêng Khoảng đã đến dâng hương, dâng hoa tại Đài Liên minh Chiến đấu Việt-Lào, thị xã Phôn Sa Văn, tỉnh Siêng Khoảng, nơi tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ quân tình nguyện Việt Nam đã anh dũng hy sinh trên đất bạn Lào. Trong chương trình làm việc, lãnh đạo cấp cao hai tỉnh cùng đánh giá những kết quả quan trọng trong quá trình hợp tác, đồng thời thông báo cho nhau về tình hình kinh tế, xã hội của hai bên. Hai bên đã tiến hành tọa đàm về chương trình hợp tác giữa hai địa phương trong năm 2016-2017. Theo đó, hai tỉnh thống nhất tổ chức có hiệu quả nội dung Hiệp ước Hoạch định Biên giới Quốc gia giữa hai nước Việt Nam và Lào. Thường xuyên chỉ đạo các huyện biên giới duy trì tốt chế độ tuần tra đơn phương và tăng cường phối hợp tuần tra song phương để kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý có hiệu quả các loại tội phạm. Tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi, khuyến khích các doanh nghiệp giữa hai tỉnh hợp tác với nhau. Hai tỉnh tiếp tục đề nghị hai chính phủ cho mở cặp cửa khẩu phụ Hùi Khe của huyện Kỳ Sơn và bản Sám Chè, huyện Mường Nọc, tỉnh Siêng Khoảng. Tạo điều kiện cho Sở Y tế hai tỉnh hợp tác với nhau. Tổ chức thực hiện các dự án tỉnh Nghệ An hỗ trợ cho Siêng Khoảng hoàn thành đúng tiến độ và đạt hiệu quả cao. Trong lĩnh vực giáo dục, tỉnh Nghệ An tiếp tục cấp học bổng đào tạo cho nguồn nhân lực chất lượng cao và tổ chức tập huấn nghiệp vụ, hỗ trợ xây dựng mô hình chăn nuôi và trồng rau an toàn và một số lĩnh vực khác, v.v. Phát biểu tại buổi hội đàm, đồng chí Nguyễn Đắc Vinh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy Nghệ An nhấn mạnh, Siêng Khoảng và Nghệ An là hai tỉnh kết nghĩa, tình anh em thủy chung, son sắt, là sự biểu hiện sinh động và cụ thể của mối quan hệ hữu nghị đặc biệt giữa hai đảng, hai nhà nước và nhân dân hai nước. Đồng chí Nguyễn Đắc Vinh cũng trân trọng mời đồng chí Sổm Cốt Mang Nò Mạch, Ủy viên Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Bí thư tỉnh trưởng tỉnh Siêng Khoảng và đoàn đại biểu cấp cao tỉnh Siêng Khoảng sang thăm và làm việc ở Nghệ An vào thời gian thích hợp. Cũng trong dịp này, hai tỉnh đã tổ chức lễ cắt băng khánh thành và bàn giao nhà văn hóa tỉnh Siêng Khoảng. Được khởi công xây dựng từ năm 2013 với tổng số vốn đầu tư gần 45 tỷ đồng do tỉnh Nghệ An tài trợ. Công trình nhà văn hóa tỉnh Siêng Khoảng sẽ là nơi tổ chức các hoạt động văn hóa nghệ thuật, bồi dưỡng năng khiếu, nâng cao dân trí, từng bước nâng cao đời sống tinh thần cho người dân tỉnh Siêng Khoảng. Đồng thời, đây sẽ là một công trình trọng điểm tiêu biểu cho mối quan hệ hợp tác hữu nghị truyền thống giữa hai tỉnh Nghệ An và Siêng Khoảng.